căn cứ quân sự huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Séc bất ngờ nổ lớn, thiệt hại nặng nề. Nga không kích xóa sổ bốt chỉ huy của Ukraine, Kiev hứng đòn đau ở Kharkov. Ukraine nỗ lực tuyển dụng tù nhân nhằm củng cố lực lượng trên tiền tuyến. Hé lộ chiêu mới của thanh niên Ukraine nhằm trốn tránh quân dịch. Mỹ nêu điều kiện để Ukraine trở thành thành viên của NATO. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 17 tháng 6, căn cứ quân sự ở Limbava thuộc vùng Olomouc của Cộng hòa Séc đã rung chuyển sau một vụ nổ đạn dược kinh hoàng. Theo thông tin từ Pronews, sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 17 tháng 6 tại nơi các đơn vị Ukraine đang tiến hành huấn luyện, dẫn đến nhiều binh sĩ bị thương và gây thiệt hại lớn. Bộ Quốc phòng Séc đã coi vụ nổ gây phá hủy một số lượng đạn dược không xác định này là nghiêm trọng. Trong một thông báo chính thức, quân đội Séc nêu rõ, chúng tôi đang xử lý một sự cố nghiêm trọng trong quá trình diễn tập quân sự liên quan đến vụ nổ loại đạn không xác định. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và hiện cơ quan quân sự đang tiến hành điều tra vụ việc. Căn cứ quân sự tại Limbava, Cộng hòa Séc là một cơ sở quan trọng đã được sử dụng cho nhiều mục đích quân sự khác nhau trong nhiều năm qua. Nơi đây từng là nơi huấn luyện và trung tâm hoạt động cho cả lực lượng quân sự quốc gia và quốc tế. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, căn cứ Limbava được các lực lượng thuộc Hiệp ước Warsaw sử dụng. Nó bao gồm cả quân đội Liên Xô. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động quân sự chiến lược của khối phía Đông. Cơ sở hạ tầng của căn cứ được thiết kế để hỗ trợ nhiều hoạt động quân sự khác nhau, từ diễn tập huấn luyện đến hỗ trợ hậu cần. Sau chiến tranh lạnh, căn cứ Limbava tiếp tục là một tài sản quan trọng của quân đội Séc. Nó đã được hiện đại hóa để đáp ứng các nhu cầu quân sự hiện đại và đã tổ chức các cuộc tập trận chung với các đồng minh NATO. Sự hợp tác này nhấn mạnh cam kết của Cộng hòa Séc đối với việc hợp tác quốc phòng quốc tế. Căn cứ được trang bị nhiều cơ sở vật chất đa dạng, bao gồm doanh trại, sân tập và khu bảo trì. Những cơ sở này được sử dụng để huấn luyện binh sĩ về các khía cạnh khác nhau của hoạt động quân sự, bao gồm khả năng sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chiến thuật và kỹ năng kỹ thuật. Các chương trình đào tạo toàn diện tại Limbava đảm bảo rằng nhân sự được chuẩn bị tốt cho nhiều tình huống khác nhau. Limbava nằm ở vị trí chiến lược tại Trung Âu, là tài sản quý giá cho hợp tác quốc phòng và quân sự quốc tế. Việc ở gần các quốc gia thành viên NATO khác tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tập trận chung và tăng cường an ninh khu vực. Vai trò của căn cứ này trong các hoạt động chiến lược làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong chiến lược phòng thủ toàn diện của châu Âu. Hiện chưa rõ loại đạn nào đã gây ra vụ nổ. Tuy nhiên, có giả thuyết cho rằng đó là đạn pháo 155mm. Người điều khiển có thể vô tình kích hoạt đạn pháo 155mm do xử lý không đúng cách hoặc thiếu hiểu biết về thiết bị. Đạn pháo, đặc biệt là những loại có cơ chế kích nổ phức tạp, cần phải được xử lý cẩn thận và chính xác để đảm bảo an toàn. Một tình huống có thể xảy ra là người vận hành xử lý sai trong quá trình tải hoặc dỡ đạn. Nếu viên đạn bị rơi hoặc chịu tác động mạnh, ngòi nổ có thể bị kích hoạt, dẫn đến phát nổ. Đây là lý do tại sao các quy trình và đào tạo nghiêm ngặt là cần thiết đối với nhân viên xử lý các loại đạn dược này. Một khả năng khác là vô tình kích hoạt ngòi nổ điện tử. Đạn pháo hiện đại thường được trang bị ngòi nổ có thể lập trình để kích nổ trong những điều kiện nhất định. Nếu người vận hành lập trình sai ngòi nổ hoặc không thực hiện đúng quy trình, đạn có thể được kích hoạt ngoài ý muốn. Lỗi của con người trong quá trình bảo trì hoặc kiểm tra đạn pháo cũng có thể dẫn đến việc kích hoạt ngẫu nhiên. Ví dụ, nếu người vận hành không tuân thủ các quy trình an toàn hoặc hiểu sai hướng dẫn, họ có thể mắc lỗi dẫn đến phát nổ. Các yếu tố môi trường cũng có thể góp phần vào việc kích hoạt ngoài ý muốn. Nhiệt độ cao, độ ẩm hoặc nhiễu điện từ có thể ảnh hưởng đến các bộ phận nhạy cảm của ngòi nổ, dẫn đến phát nổ không mong muốn. Điều kiện bảo quản và xử lý thích hợp là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro này. Tuyển mộ binh sĩ từ các nhà tù là một biện pháp gây tranh cãi trong chiến lược mới của Ukraine nhằm bổ sung lực lượng cho tiền tuyến. Tù nhân tại nhà tù an ninh ở vùng Zhytomyr, Taras Netaprovani đã háo hức đón nhận cơ hội để thoát khỏi bản án 2 năm rưỡi của mình. Luật mới của Ukraine cho phép tù nhân bị kết án về một số trọng tội nhất định, bao gồm cả tội ngộ sát, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện cho họ tạm tha để gia nhập đơn vị chiến đấu, nhận lương hàng tháng và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, tù nhân Netaprovani chia sẻ rằng động lực chính để anh tham gia quân đội là để chuộc lỗi. Từ bên trong nhà tù ở vùng Zhytomyr, anh Netaprovani nói với tờ The Kiev Independent rằng: "Tôi có đủ động lực để đưa ra quyết định như vậy.
tôi cần quyết định làm thế nào để trở nên hữu ích trong cuộc sống này. Khi luật huy động mới của Ukraine có hiệu lực, nước này cũng đang sử dụng các nhà tù để bổ sung quân. Chính phủ Ukraine thông báo họ đang tìm cách tuyển dụng 20.000 tù nhân, vì chiến dịch ban đầu đã có khoảng 5.000 tù nhân đồng ý rời nhà tù để ra tiền tuyến. Quân đội Ukraine đã tuyển dụng khoảng 300 tù nhân có kinh nghiệm chiến đấu kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Luật mới cho phép nhiều phạm nhân được nhập ngũ, ngoại trừ những người phạm tội giết người có chủ ý, sát hại hai người trở lên, bạo lực tình dục, sản xuất ma túy và vi phạm an ninh quốc gia. Luật mới nêu rõ, nếu bị bắt vì vi phạm lệnh tạm tha trong khi đang thụ án, chẳng hạn như đào ngũ, người bị kết án sẽ phải đối mặt với mức án thêm 5 năm nữa so với bản án ban đầu. Đạo luật này là đề xuất của Bộ Tư pháp Ukraine, nơi đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký sau khi luật này có hiệu lực vào tháng 5 năm nay. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Olena Vysotska cho biết số đơn đăng ký họ nhận được là rất lớn. Chia sẻ với The Kiev Independent, nhà tuyển dụng của lữ đoàn xung kích số 5, Vladislav Sahan cho biết đây là một chương trình thúc đẩy nhằm thay đổi cuộc sống, số phận của họ và có thể nói là để rửa sạch tội lỗi của họ. Vượt qua cuộc kiểm tra y tế là rào cản cuối cùng của tù nhân Netab Rovani và một số tù nhân khác trước khi họ có thể tham gia quân đội. Sau giai đoạn này, các bước còn lại chỉ mang tính hình thức. Anh Netab Rovani cho biết, quân đội Ukraine không ép buộc chúng tôi, tất cả đều là tự nguyện. Nhà tù ở Zhytomyr là một trong 86 trại giam trên khắp Ukraine mà các nhà tuyển quân tiếp cận. Lữ đoàn xung kích số 5 đặt mục tiêu tuyển dụng ít nhất 600 tù nhân có động lực và khỏe mạnh cho một tiểu đoàn riêng biệt chỉ dành riêng cho tù nhân. Sau 2 tháng huấn luyện, họ sẽ được triển khai đến mặt trận phía đông tỉnh Donetsk, nơi lữ đoàn đang tham chiến. Chỉ huy thuộc lữ đoàn trên, Sahan cho biết, điều này sẽ củng cố tuyến phòng thủ và tấn công, đồng thời khơi dậy mong muốn của những người đang thụ án được xem xét gia nhập lực lượng vũ trang. Điện Kremlin thông báo ngày 18 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Triều Tiên, nơi hai bên có khả năng ký kết hiệp ước đối tác chiến lược. Chuyến thăm này được Điện Kremlin mô tả là chuyến thăm chính thức thân thiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Nga và Triều Tiên đã có những tiến triển đáng kể trong thời gian gần đây. Các hãng thông tấn Nga trích lời ông Yuri Ushakov, trợ lý Điện Kremlin cho hay, một số văn bản sẽ được ký kết, trong số đó sẽ có những văn bản quan trọng, có ý nghĩa rất lớn. Ông Ushakov tiết lộ, trong số đó có thể có tài liệu về đối tác chiến lược để cập nhật phiên bản của thỏa thuận thời Liên Xô năm 1961 và được ký khi Tổng thống Putin thăm Triều Tiên lần gần đây nhất vào năm 2000. Trợ lý Điện Kremlin cũng cho biết, tài liệu này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi sâu sắc của tình hình địa chính trị trên thế giới và khu vực. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ đến Bình Nhưỡng vào tối ngày 18 tháng 6, tham dự một buổi hòa nhạc vào ngày 19 tháng 6 sẽ cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký các văn bản quan trọng. Người đứng đầu Điện Kremlin sẽ dẫn đầu một phái đoàn đông đảo, bao gồm các bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Y tế, Giao thông và Không gian, và có khả năng sẽ cùng lãnh đạo Triều Tiên gặp gỡ báo chí. Chuyến đi diễn ra 9 tháng sau khi Tổng thống Putin đón Chủ tịch Kim thăm vùng Viễn Đông của Nga. Nga và Triều Tiên có chung một phần biên giới đất liền, và hai bên duy trì mối quan hệ lịch sử từ khi Liên Xô giúp thành lập nhà nước Triều Tiên sau chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950. Kể từ khi Liên Xô tàn rã, Nga là một trong số ít quốc gia duy trì mối quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng. Trong một bài phát biểu tuần trước, ông Kim Jong-un cho rằng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga đã phát triển thành mối quan hệ đồng chí, bất khả chiến bại. Khi gặp gỡ các lãnh đạo vào tháng 9 năm ngoái, ông Putin đã đề cập đến khả năng hợp tác quân sự với Triều Tiên, trong khi ông Kim chúc Tổng thống Nga chiến thắng ở Ukraine. Trong một bài viết đăng trên báo Rodong Shinmun của Triều Tiên trước chuyến thăm, Tổng thống Nga khẳng định rằng trong 70 năm qua hai nước đã phát triển một mối quan hệ và đối tác tốt đẹp dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng hai bên sẽ phát triển các cơ chế thay thế cho thương mại và cùng xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở khu vực Á-Âu. Tổng thống Putin cũng cảm ơn Triều Tiên vì đã ủng hộ chiến dịch quân sự ở Ukraine và cam kết ủng hộ những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Ngày 17 tháng 6, cảnh sát địa phương Odessa cho biết một người đàn ông Ukraine đã khai rằng anh ta đã cướp tài sản của một phụ nữ ở thành phố cảng Odessa để tránh bị bắt đi lính. Theo đó, trong một tuyên bố, cảnh sát ở Odessa tiết lộ nghi phạm 18 tuổi đã giật túi sách của một người phụ nữ trên đường phố giữa ban ngày, chạy trốn khỏi hiện trường trước khi bắt phương tiện công cộng để về nhà. Nạn nhân đã báo cơ quan chức năng và nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó. Người đàn ông này đã thú nhận hành vi phạm tội và khai với cảnh sát rằng anh ta cố tình thực hiện vụ cướp để bị kết án hình sự và tránh bị điều động vào quân đội. Nghi phạm khai rằng
anh ta đã vứt chiếc túi sách khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo nạn nhân, túi sách chứa tài liệu, điện thoại thông minh, tai nghe và tiền mặt, ước tính trị giá khoảng 300 đô la Mỹ. Nghi phạm hiện đang phải đối mặt với tội cướp với mức độ nghiêm trọng hơn do thiệt hại đáng kể. Theo luật Ukraine, hành vi phạm tội có thể bị phạt tới 10 năm tù. Về mặt kỹ thuật, nghi phạm 18 tuổi không nằm trong chiến dịch huy động của Kiev mà hiện chỉ nhắm vào các cá nhân từ 25 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, nhiều quan chức và nhân vật của công chúng Ukraine đã nhiều lần nói rằng các nỗ lực huy động nên được mở rộng tới tất cả người lớn, vì tất cả mọi người ở nước này phải tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga. Kiev đã duy trì động lực kể từ những ngày đầu xung đột với Nga nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Nỗ lực dự thảo dường như ngày càng trở nên hà khắc. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các sĩ quan nhập ngũ Ukraine đột kích vào các phương tiện giao thông công cộng, giật đuổi những tân binh tiềm năng trên đường phố và khiến họ phải chịu nhiều hình thức lạm dụng. Nỗ lực dự thảo càng trở nên gay gắt hơn với một đạo luật gây tranh cãi được ban hành vào tháng 4 năm nay. Đạo luật này đã hạ thấp độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và mở rộng đáng kể quyền hạn của sĩ quan nhập ngũ, đồng thời đưa ra các hình phạt bổ sung đối với những người trốn quân dịch. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine đã tuyển dụng khoảng 300 tù nhân có kinh nghiệm chiến đấu kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Nga. Luật mới cho phép nhiều phạm nhân được nhập ngũ. Theo luật mới, nếu bị bắt vì tìm cách vi phạm lệnh tạm tha trong khi đang thụ án, chẳng hạn như đào ngũ, người bị kết án sẽ phải đối mặt với mức án thêm 5 năm nữa so với bản án ban đầu của họ. Đạo luật này là đề xuất của Bộ Tư pháp Ukraine, nơi nhận thấy có rất nhiều đơn đăng ký sau khi luật này có hiệu lực vào tháng 5 năm nay. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Olena Visotska cho biết số đơn đăng ký họ nhận được rất lớn. Độc nhất vô nhị được sản xuất tại Nga, an toàn nhất, tốt nhất có thể và rất lớn. Đó là những từ mô tả về chiếc máy bay Izhukin IL-96-300PU mà Tổng thống Vladimir Putin dùng cho các chuyến công du trong và ngoài nước. Theo TASS, Rassia Bejon nhìn bên ngoài máy bay của người đứng đầu nước Nga, trông giống các máy bay Izhukin IL-96-300 truyền thống khác. Nhưng chiếc Izhukin IL-96-300PU lại khác biệt không chỉ ở chữ cái PU, mà bên trong nó được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến, bằng điều khiển hạt nhân, các biện pháp đối phó với tên lửa. Simple Flying đưa tin, chuyên cơ của Tổng thống Nga có giá khoảng 504 triệu đô la Mỹ. Theo trang web chính thức của nhà thiết kế, Izhukin IL-96-300PU là một chiếc máy bay thần rộng, dài 55m và sải cánh 60m, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 900 km/h, gồm 4 động cơ phản lực. Máy bay này do tổ hợp hàng không Izhukin thiết kế và do Hiệp hội Sản xuất Máy bay Voronezh sản xuất. 4 động cơ của máy bay do nhà sản xuất động cơ Ivanov Vygotin sản xuất. Động cơ của chiếc Izhukin IL-96-300PU cũng được sử dụng trên chiếc Tupolev Tu-204 và Tupolev Tu-214. Hai trong số những máy bay thương mại phổ biến nhất ở Nga, nhìn chung giống Boeing 757. Máy bay ở phiên bản chở khách tiêu chuẩn có 300 chỗ. Tại sao Tổng thống Putin lại thích chiếc Izhukin IL-96-300PU? Đó là vì đây là thiết kế hứa hẹn nhất của Nga, đỉnh cao của ngành chế tạo máy bay Nga. Ngoài ra, đối với đội máy bay của Tổng thống, 4 động cơ là cần thiết vì ngay cả khi 2 động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có thể tăng hoặc giảm độ cao, vẫn có thể tiếp tục bay tới 800 km và hạ cánh. Thoạt nhìn, chuyên cơ của Tổng thống Nga không quá khác biệt so với máy bay tiêu chuẩn do Rossiya, một trong những hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Nga và là công ty con của Aeroflot vận hành. Giống như hầu hết các máy bay của Rossiya, hầu hết thân, cánh và đuôi máy bay Tổng thống đều có màu trắng. Tuy nhiên, bên trong máy bay lại khác, nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và liên lạc. Những yếu tố này khiến chiếc Izhukin IL-96-300PU được mệnh danh là điện Kremlin bay. Với khả năng liên lạc chuyên biệt, máy bay có thể truyền các tin nhắn được mã hóa từ mọi độ cao đến bất kỳ điểm nào trên thế giới bằng bất kỳ kênh liên lạc nào. Chữ cái PU trong tên gọi của máy bay là viết tắt của PANG, Abdrapleniya, tiếng Nga có nghĩa là điểm chỉ huy. Ngoài ra, máy bay của Tổng thống cũng được trang bị nút hạt nhân. Chiếc Izhukin IL-96-300PU cũng sở hữu những thiết bị tối tân để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ. Điều kiện sống và làm việc bên trong máy bay thực sự không hề thua kém điện Kremlin. Trên máy bay có văn phòng riêng của Tổng thống, một số phòng họp, phòng hội nghị, phòng thư giãn cho Tổng thống, phòng khách, phòng tập thể dục mini, phòng ăn, quầy bar, phòng tắm và khu y tế riêng biệt với các trang thiết bị hồi sức và cấp cứu. Tất cả đồ trang trí đều có tông màu sáng và nội thất được trang trí bằng các tấm thêu do các thợ thủ công thực hiện. Hình ảnh bên trong chuyên cơ được tiết lộ vào năm 2018
khi Tổng thống Putin cho phép một cậu học sinh lên máy bay để tham quan. Là phương tiện di chuyển trên không của người đứng đầu một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, chuyên cơ Ilyushin Il-96 của Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn được bảo vệ một cách đáng tin cậy trước mọi loại mối đe dọa. Bên cạnh khả năng tự phòng không ưu việt, chiếc chuyên cơ luôn đi kèm với một đội máy bay chiến đấu hộ tống, di chuyển với khoảng cách đáng kể nhưng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ, sẵn sàng loại bỏ mối nguy hiểm bất cứ lúc nào. Như trong chuyến công du Trung Đông vào tháng 12 năm ngoái, phi đội gồm 4 tiêm kích Su-35F của không quân Nga, mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn khác nhau, hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin trong suốt chặng bay từ Nga qua không phận nhiều nước đến thăm UAE và Ả Rập Xê Út. Theo TVKZ, video do quân đội Nga đăng tải cho thấy mỗi tiêm kích hộ tống mang theo tên lửa không đối không R-73 và R-77 treo dưới cánh. Sau khi chuyên cơ Ilyushin Il-96 chở Tổng thống Putin đáp xuống sân bay Abu Dhabi ở UAE, những chiếc Su-35F lập thành đội hình bay như biểu diễn tại các triển lãm hàng không rồi hạ cánh. Su-35F là máy bay chiến đấu siêu cơ động đa năng thế hệ 4++ của Nga, được sản xuất bởi nhà máy bay Gagarin ở Komsomol-on-Amur. Máy bay được trang bị hai động cơ AL-41F1S, có chiều dài 21,95m, sải cánh 14,75m và cao 5,92m. Su-35 có trọng lượng cất cánh tối đa 34.500kg và đạt tốc độ tối đa 2.500km/h, gấp 2,35 lần tốc độ âm thanh. Su-35F có tầm bay lên tới 4.500km và đạt trần bay 18.000m. Mẫu máy bay chiến đấu này được phát triển trên cơ sở của Su-27 và có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 1 tháng 4 năm 1992. Sau nhiều năm gián đoạn, Nga nối lại dự án chế tạo và sản xuất hàng loạt Su-35 với các chuyến bay thử nghiệm cuối những năm 2000. Su-35F được trang bị tổ hợp điện tử hàng không mới, radar mảng pha với phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn và tăng số lượng mục tiêu được theo dõi. Máy bay chiến đấu một chỗ ngồi này được thiết kế để đánh bại các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như để tiến hành trinh sát và chiếm ưu thế trên không. Được biết, Su-35F được gắn 12 giá treo vũ khí, mang bom, tên lửa ở hai bên cánh, có thể mang nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất đa dạng, gồm tên lửa không đối không R-77 và R-73, tên lửa chống hạm KH-31 cùng với một loạt bom dẫn đường và không dẫn đường. Su-35F thậm chí còn được trang bị pháo tự động GSH-30-1 30mm với cơ số đạn lên tới 150 viên để tác chiến linh hoạt và mạnh mẽ trong tình huống giao tranh tầm gần. Su-35F có thể thực hiện được các nhiệm vụ tác chiến mà ít máy bay nào chiến đấu nào trên thế giới có thể thực hiện được. Tiêm kích đa năng này có thể thực hiện được các đòn tấn công theo kiểu bánh kép, khi đang bay nhanh mà không phải giảm tốc độ, qua đó nâng cao đáng kể khả năng tác chiến cho máy bay. Ngoài ra, Su-35F là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ khi bay theo phương nằm, phương mà không cần giảm tốc độ, hoặc trong khi tham chiến nó có thể giảm tốc độ từ 600 km/h về gần bằng 0 km/h và lơ lửng trên bầu trời trong vòng 8 giây. Theo các chuyên gia quân sự, dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4++, nhưng Su-35F có đặc điểm và các tính năng kỹ chiến thuật gần ngang bằng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Ngoài chuyên cơ và đoàn xe hộ tống được thiết kế đặc biệt để bảo đảm an ninh, Tổng thống Putin còn được nhiều sĩ quan đến từ nhiều binh chủng bảo vệ nghiêm ngặt. Theo hãng thông tấn RIA của Nga, sau khi hạ cánh xuống Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin di chuyển quanh thủ đô Bắc Kinh bằng chiếc xe của hãng Aurus, thương hiệu ô tô hạng sang của Nga. Chiếc xe mà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng là xe của hãng này. Bản thân ông Putin từng sử dụng chiếc limousine nội địa Aurus Senat từ năm 2018. Theo báo Gazeta, đoàn xe hộ tống Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm đến Viên, Áo hôm 26 tháng 6 năm 2014, gồm 27 chiếc ô tô và 10 chiếc mô tô. Khi di chuyển trong nước, Tổng thống Putin cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Nguồn thạo tin của cơ quan bảo vệ Liên bang Nga FSO tiết lộ, Tổng thống Nga có nhiều chiếc xe cùng loại, cùng màu để đề phòng sự cố. Nguồn tin này cho biết, khi di chuyển ở thủ đô Moscow, số lượng ô tô tham gia vào chuyến đi của đoàn xe là không xác định được. Dẫn đầu sẽ là chiếc xe mở đường, theo sau là một loạt chiếc xe giống hệt nhau và đoàn xe của Tổng thống luôn có một chiếc xe cứu thương đi cùng. Bên cạnh đó, vali hạt nhân lại là vật không thể thiếu trong những chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Nga. Chiếc cặp này là công cụ liên lạc an toàn giúp kết nối Tổng thống Nga với các cấp chỉ huy quân sự hàng đầu. Từ đó, chúng sẽ được kết nối với hệ thống tự động hóa điều khiển các lực lượng hạt nhân chiến lược, được bảo mật tuyệt đối, KABEC. Hệ thống KABEC này sẽ hỗ trợ hệ thống phụ, được gọi là KAPKA. Theo truyền thống, mỗi chiếc vali hạt nhân của Nga sẽ được một sĩ quan hải quân Nga chịu trách nhiệm.
Chiếc vali hạt nhân này được gọi là Cheket, được đặt theo tên ngọn núi Cheket thuộc dãy núi Caucasus ở vùng Kabardino, Ban Karia của Nga. Các phóng viên Điện Kremlin thuộc hãng thông tấn RIA tiết lộ, có một số chiếc vali nhất định mà nếu không có chúng thì chuyến đi của ông Putin sẽ không trọn vẹn. Ngày 16 tháng 6, báo Độc lập chuyên trang phân tích chính trị thời sự uy tín của Nga đã đăng tải bài viết có nhan đề Việt Nam, điểm đến đặc biệt của Tổng thống Putin. Tác giả nhà phân tích thời sự quốc tế George Gori cho phim Trúc cho biết, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ có sự khác biệt rõ rệt so với những chuyến đi trước đây, có ý nghĩa đặc biệt cả về chính trị và kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Chiều tối 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam trong hai ngày 19 và 20 tháng 6. Gần như cùng lúc, Điện Kremlin và các hãng thông tấn khác của Nga cũng đăng tin về chuyến công du. Trước thềm chuyến thăm, chiều 17 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Nga tại Việt Nam, Gennady Bezdeko. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Putin đến Việt Nam, nhưng là lần thứ năm ông đặt chân đến đây trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Putin từng 4 lần đến Việt Nam, trong đó có 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013, lần còn lại vào năm 2017 khi ông đến Đà Nẵng và để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà. Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam diễn ra vào tháng 11, 2013, gần một năm sau khi ông đắc cử Tổng thống Nga. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này diễn ra ngay trong năm đầu tiên nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin, cho thấy sự coi trọng của ông đối với quan hệ Nga-Việt Nam. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng thống Putin sẽ dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch. Nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo cấp cao Việt Nam cùng một số hoạt động khác. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Hôm 17 tháng 6, lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư mừng nhân dịp này, trong đó lãnh đạo hai bên khẳng định hiệp ước là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao, đồng thời cũng là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo hai bên bày tỏ tin tưởng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống và các lĩnh vực mới nổi khác. Trong bài phát biểu với báo chí ngày 17 tháng 6, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, để Ukraine trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nước này trước tiên cần chiến thắng trong xung đột với Nga. Ông Kirby nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng NATO là tương lai của Ukraine, nhưng còn rất nhiều việc phải làm trước khi Kiev có thể gia nhập khối quân sự này. Khi một phóng viên đề nghị ông giải thích thêm về điều kiện và con đường cho Kiev, quan chức này khẳng định quan điểm của Washington là hoàn toàn rõ ràng, ông Kirby tuyên bố. Đầu tiên họ phải thắng cuộc chiến này. Kênh RT của Nga dẫn lời ông Kirby cho biết, họ cần phải thắng cuộc chiến trước tiên. Vì vậy, điều thứ nhất là chúng tôi đang thực hiện mọi thứ có thể để đảm bảo họ có thể đạt được điều đó. Sau đó khi xung đột kết thúc, dù có thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ có đường biên giới dài với Nga và một mối đe dọa an ninh. Ông Kirby bổ sung rằng Washington sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, mặc dù tham nhũng vẫn là mối lo ngại lớn. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ coi việc mở rộng NATO về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mục tiêu gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu của Kiev là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra. Tuần trước, nhà lãnh đạo Nga đã nêu các điều kiện của Moscow về lệnh ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Ông Putin đánh tín hiệu rằng các cuộc đàm phán có thể bắt đầu ngay sau khi Kiev rút quân khỏi Donetsk và Lugansk, các khu vực Kherson và Zaporizhia, đồng thời từ bỏ chủ quyền đối với tất cả 5 vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã chọn gia nhập Nga, bao gồm cả Crimea. Moscow sẽ không chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng. Điều này sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh tái vũ trang và xây dựng lại quân đội Ukraine.
ông Putin tuyên bố và nói thêm rằng Kiev phải chính thức từ bỏ mọi kế hoạch gia nhập NATO. Moscow khẳng định việc phương Tây cung cấp vũ khí để hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Kiev, khiến các quốc gia cung cấp cho nước này trở thành một bên tham gia cuộc xung đột. Điện Kremlin nhấn mạnh, việc NATO tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa Moscow và khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đồng thời có nguy cơ mở rộng thành xung đột hạt nhân. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng nếu Ukraine có thể giành được một chiến thắng nào đó trong cuộc chiến với Nga, điều này sẽ xảy ra ở bán đảo Crimea, nơi bị Nga sáp nhập năm 2014 và đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sẽ trở thành điểm nóng. Theo Business Insider, nhà phân tích Frederick Merten tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Haku tin rằng việc Ukraine tập trung vào bán đảo Crimea, đặc biệt là các hệ thống phòng không của quân đội Nga, là để chuẩn bị nền tảng cho các cuộc tấn công đường không trong tương lai, khi máy bay chiến đấu F-16 xuất hiện trên chiến trường. Chuyên gia Merten nhận định Crimea là mục tiêu dễ bị tổn thương vì người Nga có không gian cơ động khá hẹp tại đây. Do đó, nếu một số lượng máy bay chiến đấu nhất định muốn tạo ra tác động thực sự, điều này sẽ xảy ra ở vùng trời phía trên Biển Đen. Vùng trời này sẽ dễ dàng tiếp cận sau khi các hệ thống phòng không trên đất liền của Nga ở Crimea bị phá hủy. Đánh giá về tầm quan trọng của Crimea, nhà nghiên cứu cấp cao Maria Snegovia tại chương trình châu Âu, Nga và Á Âu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng Moscow không thể để mất Crimea vì điều này sẽ cho phép Kiev sử dụng mối đe dọa đối với tình trạng của Crimea như một quân bài thương lượng trong các cuộc đàm phán tương lai. Chuyên gia Elena Peketova tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu tin rằng nếu Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát Biển Đen và bán đảo Crimea hoặc gây áp lực đủ lớn lên các lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập để tạo ra mối đe dọa đối với Moscow, thì điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến. Vậy điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường? Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Economist được đăng tải ngày 1 tháng 1 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi đi thông điệp rằng bán đảo Crimea và cuộc chiến ở Biển Đen sẽ là trọng tâm của xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông Zelensky nhận định việc cô lập Crimea và làm suy yếu khả năng quân sự của Moscow là điều cực kỳ quan trọng đối với Ukraine, và đó là cách Kiev giảm số lượng các cuộc tấn công của lực lượng Nga từ Crimea. Khi xung đột nổ ra, lực lượng hải quân nhỏ bé của Ukraine nhanh chóng bị tê liệt và gần như bị xóa sổ bởi sự tấn công của lực lượng Nga, mất toàn bộ tàu mặt nước từ tàu vận tải cho đến tàu tuần tra. Trong tình thế này, Ukraine chủ yếu sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước SUV, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái UAV để tiến hành các cuộc tấn công phối hợp đạt hiệu quả cao và khiến hạm đội Biển Đen của Nga thiệt hại nặng. Đầu tháng 2 năm 2024, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga có tổng cộng 74 tàu chiến khi bắt đầu cuộc xung đột. Nhưng từ đó đến khi tuyên bố được đưa ra, quân đội Ukraine đã vô hiệu hóa 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm của hạm đội Biển Đen. Nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở OSINT, MT Anderson, sau đó đã chia sẻ trên mạng xã hội các hình ảnh vệ tinh của Planet Lab được chụp vào ngày 6 tháng 4 năm 2024, cho thấy ba căn cứ hải quân quan trọng của Nga ở Biển Đen gồm Sevastopol và Feodosia ở Crimea và Novorossiysk ở vùng Krasnodar Krai của Nga. Những hình ảnh này dường như xác nhận các báo cáo trước đây rằng hạm đội Biển Đen đã rút các tài sản có giá trị nhất của mình ra khỏi Crimea sau nhiều cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine. Các cuộc tấn công đồng thời cũng giúp Ukraine nối lại nguồn cung cấp ngũ cốc qua Biển Đen, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế nước này. Trong vài tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công vào Crimea, phá hủy một số khẩu đội phòng không của Nga và tấn công căn cứ không quân Benbek gần Sevastopol. Chuyên gia Elena Peketova nhận định, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea thành công nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện có hệ thống và sự trợ giúp từ lực lượng vệ tinh, trinh sát đường không của các đồng minh NATO. Trước đó, Điện Kremlin cũng bày tỏ lo ngại rằng các lực lượng Ukraine đang loại bỏ các hệ thống radar và hệ thống phòng không trước khi triển khai phi đội máy bay chiến đấu F-16 để tấn công hầu hết các căn cứ của Nga ở Crimea. Một blogger quân sự cho biết, đầu tiên là giai đoạn vượt qua hệ thống phòng thủ của chúng tôi bằng ATAC, sau đó là hàng không NATO dựa trên F-16. Dưới cánh của nó có nhiều loại đạn dược. Điện Kremlin đã chỉ trích NATO đã khiêu khích Nga bằng việc chuyển giao các máy bay chiến đấu đa chức năng. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm trong một tuyên bố, chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng những chiếc máy bay này là nền tảng có hai mục đích, có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân. Bất kể sự đổi nào của máy bay sẽ được cung cấp cho Ukraine, chúng tôi sẽ coi chúng là có khả năng hạt nhân
và chúng tôi sẽ coi bước đi này của Mỹ và NATO là một hành động khiêu khích có mục đích. Ngày 17 tháng 6, hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải và bổ nhiệm 14 thứ trưởng thuộc Bộ Quốc phòng Nga trong nỗ lực loại bỏ nạn tham nhũng và kiểm soát tốt hơn nền kinh tế thời chiến. Theo sắc lệnh của Điện Kremlin, ông Putin đã sa thải các thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nikolai Pankov, Ruslan Tsarlikov, Tatiana Shevtsova và Pavel Popov. Trong loạt thứ trưởng quốc phòng được bổ nhiệm mới, có thứ trưởng tài chính Nga trước đây là ông Leonid Gonin. Ông Gonin sẽ là thứ trưởng Bộ Quốc phòng thứ nhất dưới quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiệm vụ chính của ông Gonin là tăng cường tính minh bạch của các dòng tài chính và đảm bảo việc chi tiêu ngân sách hiệu quả. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng bổ nhiệm ông Pavel Fradkov, con trai của cựu Thủ tướng Mikhail Fradkov, làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Ông Fradkov sẽ giám sát việc quản lý tài sản, đất đai và các công trình liên quan đến quân đội. Tổng thống Nga cũng bổ nhiệm bà Anna Tsivileva là một trong các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Bà Tsivileva đứng đầu một công ty than lớn và một quỹ do chính phủ Nga hậu thuẫn để hỗ trợ gia đình các binh sĩ chiến đấu ở Ukraine. Tại Bộ Quốc phòng Nga, bà Tsivileva sẽ chịu trách nhiệm giám sát phúc lợi xã hội và các phúc lợi khác cho binh lính. Trong đợt bổ nhiệm mới Thứ trưởng Quốc phòng Nga này còn có ông Oleg Savenjev. Theo nhận định của hãng Reuters, lần cải tổ này đánh dấu bước đi mới nhất trong một cuộc cải tổ triệt để mà ông Putin phát động vào tháng 5 vừa qua, khi ông bất ngờ cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giữ chức lâu năm, khi đó là ông Sergei Shoigu và bổ nhiệm nhà kinh tế Andrei Belousov thay thế. Cũng theo Reuters, trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, Tổng thống Nga Putin đã tận dụng các thay đổi này như một dấu hiệu cho việc ông muốn loại bỏ nạn lãng phí và tham nhũng trong Bộ Quốc phòng Nga, cùng lúc đó kiểm soát hiệu quả hơn nền kinh tế thời chiến của Nga để phục vụ cho binh lính ở tiền tuyến. Ngày 17 tháng 6, Nga đã lên tiếng chỉ trích ý tưởng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc đặt vũ khí hạt nhân của liên minh này trong tình trạng báo động cao. Theo đó, bình luận về phát ngôn của Tổng thư ký NATO liên quan đến vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây lại là một động thái leo thang căng thẳng nữa. Ông Peskov cũng cho biết, không giống các quan chức phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao giờ nói về vấn đề hạt nhân theo sáng kiến của riêng mình, vì ông ấy rất coi trọng vấn đề này. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 17 tháng 6 nói với báo Telegraph của Anh rằng, các thành viên NATO đang đàm phán về việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt ở chế độ báo động cao trong nỗ lực răn đe. Ông Stoltenberg cho biết, tôi sẽ không đi vào chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ được vận hành và đầu đạn nào sẽ được cất giữ, nhưng chúng tôi cần tham khảo ý kiến về những vấn đề này. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Tổng thư ký NATO nói thêm rằng, sự minh bạch về vấn đề này giúp truyền đạt thông điệp trực tiếp rằng NATO là một liên minh hạt nhân. Ông Stoltenberg cho hay, Mỹ đang hiện đại hóa bom hạt nhân mà họ đặt ở châu Âu và các đồng minh châu Âu đang hiện đại hóa các máy bay sẽ được dành riêng cho sứ mệnh hạt nhân của NATO. Trước đó, ông Stoltenberg từng khẳng định vũ khí hạt nhân của NATO là sự đảm bảo an ninh cuối cùng và là phương tiện để duy trì hòa bình. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những bình luận này của ông Stoltenberg dường như mâu thuẫn với tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ cuối tuần trước. Tuyên bố chung nêu rõ bất kỳ mối đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nào trong bối cảnh Ukraine đều không được chấp nhận. Tuy nhiên, NATO đã làm rõ phát ngôn của ông Stoltenberg khẳng định không có thay đổi đáng kể nào về tình trạng hạt nhân của liên minh này. Người phát ngôn NATO Farah Dakala nói, NATO cam kết đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân an toàn, an ninh và hiệu quả. Vì mục đích đó, chúng tôi đang thực hiện một chương trình hiện đại hóa để thay thế các loại vũ khí và máy bay cũ. Ngoài ra sẽ không có bất cứ thay đổi đáng kể nào đối với tình trạng răn đe hạt nhân của chúng tôi. Gần đây, những phát ngôn của giới chức Nga và NATO đã làm dấy lên lo ngại về căng thẳng hạt nhân giữa Moscow và phương Tây. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga nhiều lần cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong những trường hợp cần thiết dựa trên học thuyết hạt nhân. Nga đã tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng Belarus với mục đích làm nguội đi những cái đầu nóng ở phương Tây. Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ
Một số vũ khí trong đó đang được dùng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngày 17 tháng 6, bình luận về các biện pháp trừng phạt mới nhất do Mỹ áp đặt lên Nga vào tuần trước, cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev đã cáo buộc phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến không luật lệ nhằm vào Nga. Kể từ tháng 2 năm 2022, khi xung đột Ukraine bắt đầu nổ ra, Mỹ đã trừng phạt hơn 4.000 cá nhân và công ty Nga. Liên minh châu Âu EU, Anh, Canada, Nhật Bản và một số quốc gia khác cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Nga. Ông Medvedev nói rằng Moscow sẽ đánh giá những thiệt hại đã gây ra để có thể yêu cầu bồi thường từ các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Vài ngày trước, ông Medvedev cũng cho rằng Nga nên phản ứng một cách mạnh mẽ trước các lệnh trừng phạt bằng cách biến cuộc sống ở phương Tây thành cơn ác mộng thường trực và gây thiệt hại tối đa cho các nước không thân thiện. Ông nói, chúng ta nên cố gắng mỗi ngày để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể cho những quốc gia đã áp đặt những lệnh trừng phạt này đối với đất nước chúng ta và tất cả công dân của chúng ta. Hãy đánh vào chỗ đau của họ. Cựu Tổng thống Nga cho biết thêm, gây thiệt hại ở khắp mọi nơi, làm tê liệt hoạt động của các công ty và cơ quan chính phủ của họ, tìm ra lỗ hổng trong công nghệ quan trọng của họ và tấn công chúng không thương tiếc. Theo nghĩa đen, phá hủy ngành năng lượng, công nghiệp. Phản ứng trước các lệnh trừng phạt được Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ công bố tuần trước, ông Medvedev nhấn mạnh Nga nên trả đũa bằng mọi cách có thể, thay vì chỉ phớt lờ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trước đó, ngày 12 tháng 6, Mỹ thông báo trừng phạt thêm 300 cá nhân, tổ chức ở Nga và các nơi khác. Các lệnh trừng phạt mới nhắm mục tiêu vào hơn 100 triệu đô la Mỹ thương mại giữa Nga và các đối tác nước ngoài. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các công ty và cá nhân ở Trung Quốc, Kyrgyzstan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong danh sách trừng phạt, trong đó Mỹ nhắm tới các mục tiêu ở Đông và Trung Á, Châu Phi, Trung Đông và Caribe. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết các lệnh trừng phạt của phương Tây và đa dạng hóa hoạt động ngoại thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ đáp trả động thái của Mỹ. Sở giao dịch chứng khoán Moscow thông báo sẽ không tiến hành giao dịch bằng đô la Mỹ và euro từ ngày 13 tháng 6 do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Cuối năm 2013, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lệnh trừng phạt không thể gây tổn hại cho Nga như cách mà phương Tây mong muốn. Ông Peskov nói rằng nền kinh tế Nga đã dần thích nghi và sẵn sàng chống chọi với các lệnh trừng phạt của phương Tây thêm nhiều năm nữa. Hồi tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia Guido Crosetto nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga đã thất bại và kêu gọi phương Tây cố gắng hơn nữa để hướng tới việc đàm phán một giải pháp ngoại giao với Nga. Theo ông Crosetto, phương Tây đã lầm tưởng rằng các biện pháp trừng phạt của họ có thể ngăn chặn được Nga, nhưng phương Tây đã đánh giá quá cao ảnh hưởng kinh tế của nước này trên thế giới. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến nóng trên khắp các mặt trận. Theo đó, ngày 17 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã tấn công các vị trí quân sự và thiết bị của Ukraine tại 110 khu vực, nổi bật nhất vẫn là ở các tỉnh Kharkov và Donetsk. Ở tỉnh Kharkov, quân đội Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến, tấn công một số lữ đoàn Ukraine tại thành phố Vovchan, làng Lipsy, Glubokoze và Sinenikovo, đồng thời ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine. Tổn thất của quân đội Ukraine tại khu vực này lên tới 300 binh sĩ, 4 xe bán tải, 1 pháo phản lực D-20, 1 pháo phản lực D-30 và 1 bệ phóng pháo phản lực BM-21 Grad. Riêng tại thành phố Kubian, tỉnh Kharkov, quân đội Nga tấn công mạnh mẽ, gây thương vong cho 405 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo Gvozdika và 1 trạm tác chiến điện tử Nota. Tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật, tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Katerinovka, Aleksandro, Sultino và Goniak. Tổn thất của Ukraine tại khu vực này lên tới 535 binh sĩ. Ukraine mất 2 xe bọc thép, 3 xe bán tải, 2 pháo phản lực M777, 2 pháo D-20 và 1 pháo D-30. Riêng tại Avdiivka, tỉnh Donetsk, quân đội Nga tấn công 4 lữ đoàn Ukraine, khiến 335 binh sĩ Ukraine bị thương vong. Nhiều phương tiện quân sự như xe chiến đấu Bradley, xe chiến đấu bọc thép Max Pro của Mỹ cũng bị hư hại. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yudinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo có tổng cộng 89 cuộc giao tranh trên khắp chiến tuyến trong ngày. Tại tỉnh Kharkov có tới 37 cuộc giao tranh diễn ra. Ukraine ngăn chặn được 22 cuộc tấn công của Nga, trong đó có một số cuộc tại thành phố Vovchan, thành phố Kubian và làng Lipsy. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine
cho biết tình hình tại khu vực này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine. Phía Kiev cho biết Moscow đã mất 111 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép và 23 máy bay không người lái UAV. Bộ này còn cho biết trên khắp chiến trường, tổng cộng có ít nhất 290 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương trong ngày, và Ukraine vẫn đang tiếp tục kiểm đếm. Ngày 17 tháng 6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Zelensky cho biết Nga đang nỗ lực tăng cường độ và mở rộng địa bàn giao tranh nhằm bào mòn lực lượng Ukraine và ngăn Kiev chuyển sang thế tấn công tích cực. Ông Zelensky cũng thừa nhận tại các mặt trận Kubian, tỉnh Kharkov, Bokhrov, tỉnh Donetsk, Kurakove, tỉnh Donetsk và Vremivka, tỉnh Donetsk, Nga đang tấn công mạnh mẽ, cố gắng xuyên thủng phòng thủ của Ukraine và kiểm soát các khu vực địa hình hoặc khu định cư quan trọng ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của Ukraine. Giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Chasovka, tỉnh Donetsk, Staromayorsk, tỉnh Donetsk, Robotyne, Zaporizhia, Kerinki, tỉnh Kherson và các đảo ven bờ đông sông Dnipro. Ông Zelensky nói thêm rằng quân đội Nga hiểu rằng vũ khí phương Tây đang dần chạy về Ukraine, trong đó có những chiếc máy bay chiến đấu F-16 sẽ đến vào mùa hè này, sẽ tạo ra lợi thế ngày càng lớn cho Ukraine. Do đó, theo ông Zelensky, quân đội Nga hiện đang nỗ lực hết sức để tăng cường độ và mở rộng giao tranh nhằm làm kiệt sức lực lượng Ukraine, gián đoạn việc huấn luyện quân dự bị và ngăn chặn Ukraine chuyển sang các hành động tấn công tích cực. Trong khi đó, máy bay tiêm kích Su-34 của Nga dưới sự yểm trợ của Su-35S đã tiến hành ném bom, phá hủy bốt chỉ huy của quân đội Ukraine mà không gặp sự đe dọa từ các hệ thống phòng không của đối phương. Trong những tháng gần đây, các vị trí quân sự và cơ sở của Ukraine ngày càng trở thành mục tiêu của chiến đấu cơ Nga. Tuần trước, tiêm kích Su-34 của Nga đã tấn công một bốt chỉ huy của quân đội Ukraine sử dụng bom rơi tự do được trang bị mô đun lượn và điều chỉnh, trong khi Su-35S làm nhiệm vụ yểm trợ. Giao tranh dữ dội đang diễn ra quanh thị trấn Volchan khi lực lượng Ukraine cố gắng cô lập các đơn vị Nga tiến qua biên giới gần đó. Theo các blogger quân sự của cả hai phía, tại một nhà máy xây dựng ở rìa phía bắc Volchan cũng đang xảy ra những cuộc đụng độ ác liệt. Chỉ huy Stanislav Puniatov, còn được gọi là Osman, chỉ huy một tổ lính Ukraine, miêu tả tình hình ở Volchan thuộc phía đông Kharkov và cách biên giới vài km là khó khăn nhưng kiểm soát được, và nói rằng quân đội Nga đang bị bao vây. Bên cạnh đó, căn cứ không quân Donginsevo của lực lượng không quân Ukraine gần Kryvyi Rih và cách tiền tuyến miền nam Ukraine chỉ 72 km là một trong những căn cứ dễ bị tổn thương nhất và nằm trong tầm bắn của UAV Lancet của Nga. Từ khi phiên bản tầm xa của Lancet, còn gọi là Product 53, ra mắt vào tháng 8 năm 2023, các UAV này đã tấn công căn cứ Donginsevo nhiều lần mỗi tuần, nhắm vào bất kỳ máy bay chiến đấu nào động ngoài trời tại căn cứ này. Trong những tháng gần đây, sự quan tâm của thế giới chủ yếu đổ dồn vào cuộc chiến đầy cam go của Ukraine nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của đất nước sau thủ đô Kiev. Tuy nhiên, cũng có một trận chiến cực kỳ quan trọng đang diễn ra tại một thị trấn ít được biết đến và bị tàn phá nặng nề ở tiền tuyến, cách Kharkov khoảng 320 km. Tại đây, các lực lượng Ukraine dù kiệt sức vẫn cố gắng giữ vững phòng tuyến ở thị trấn Chasovka, tỉnh Donetsk, trong khi viện trợ và đạn dược từ Mỹ cùng các nước phương Tây khác cuối cùng cũng đã tới tay họ. Với đôi mắt mệt mỏi và buồn ngủ, các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới 28 Ukraine ngồi im lặng trên xe bọc thép chở quân Spartan do Anh sản xuất, chạy trên con đường nông thôn đầy bụi ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine. Tiếng động cơ ầm ầm và tiếng bánh xe nhịp nhàng đập xuống mặt đường rất chói tai và không ai trong số họ có tâm trạng để nói chuyện. Họ đã phải lên xe từ khoảng 2 giờ sáng và một số người hy vọng có thể ngủ một chút. Cứ 5 phút, người lính Ukraine tên Andriy, 30 tuổi, lại đổi tư thế từ trái sang phải, hy vọng tìm được vị trí thoải mái hơn giữa các đồng đội mặc áo giáp và những hộp đạn dược cùng thùng nước chật kín trên xe, nhưng đều vô ích. Sau 30 phút, chiếc Spartan dừng lại. Binh sĩ Andriy hét lên, xuống xe. Những người lính, từng người một, mệt mỏi bước ra khỏi chiếc xe chật chội, tay cầm súng đến một bãi đất trống đầy ánh trăng. Không khí phảng phất mùi khói hàng nồng. Nhân viên báo chí của lữ đoàn Evgeny cho biết đó là vì Chasovka đang bốc cháy. Chasovka là một thị trấn công nghiệp nhỏ với dân số 12.000 người trước xung đột, hiện có vai trò chiến lược quan trọng sau khi Nga kiểm soát thành công thành phố Bakhmut gần đó vào tháng 5 năm 2023. Hiện tại, thị trấn này đang bị bao vây bởi các lực lượng Nga và phần lớn đã bị san phẳng bởi hỏa lực pháo binh và bom lượn liên tục. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa thất thủ.
khi đơn vị của Andriy tiến về tiền tuyến vào sáng sớm hôm đó, khói bao phủ con đường như sương mù, trên bầu trời lập loè ánh sáng màu cam của tên lửa. Binh sĩ Andriy và đồng đội không có nhiều thời gian để ngắm cảnh vì các máy bay không người lái của Nga liên tục bay lượn trên đầu. Họ nhanh chóng xuống xe, mang theo những hộp đạn dược, nước và túi ngủ, hành quân cách nhau 5 mét. Đây là khoảng cách an toàn mỗi người lính Ukraine phải giữ để giảm thiểu thương vong nếu họ bị trúng đạn pháo hoặc bị máy bay không người lái tấn công. Sau 10 phút đi bộ, những người lính Ukraine đã đến vị trí mà họ phải bảo vệ. Nằm ẩn mình trong một bụi cây rậm rạp giữa con đường và những ngọn đồi thoai thoải. Vị trí này nằm giữa một trận địa pháo hai chiều. Người Nga chỉ cách đó vài trăm mét. Binh sĩ Andriy một tay cầm nước tăng lực, tay kia cầm thuốc lá điện tử cho biết anh đã tự nguyện gia nhập tiểu đoàn AIDA của Ukraine khi xung đột bùng phát ở Donbass cực đông của Ukraine vào năm 2014. Khi đó, anh chỉ mới 20 tuổi. Anh Andriy nói với một nụ cười mệt mỏi, tôi đã chiến đấu được 10 năm rồi. Không ai yêu cầu hay ra lệnh cho tôi gia nhập quân đội. Bản thân tôi hiểu rằng tôi phải bảo vệ đất nước của mình. Kể từ đó, binh sĩ Andriy đã chiến đấu ở Schatzia, vùng Lugan, Kudiumivka và hiện tại là Chasovka. Trong những tháng gần đây, lực lượng phòng thủ của thị trấn này ngày càng rơi vào tình thế nguy hiểm do thiếu quân và đạn dược, trong khi phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của quân đội Nga. Mặc dù có ưu thế về hỏa lực, lực lượng Nga vẫn không kiểm soát được thị trấn. Điều này khiến một số nhà quan sát cho rằng cơ hội của Điện Kremlin ở phía đông đang giảm dần khi viện trợ quân sự nước ngoài dành cho Ukraine đang đến tiền tuyến, củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine. Anh Simeon, 26 tuổi, chỉ huy đơn vị pháo binh của lữ đoàn Liut Fury thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết, đừng nghĩ rằng ở đây chúng tôi không có đạn pháo, chúng tôi có chúng. Binh sĩ Andriy và đồng đội của anh cũng xác nhận rằng tình hình đạn dược đã được cải thiện. Trong những khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm hoi, Andriy và đồng đội thường nói chuyện vu vơ, hút thuốc và suy nghĩ về bữa ăn tiếp theo. Dù kiệt sức nhưng không bị thương, những người lính Ukraine vẫn gồng mình chiến đấu để bảo vệ vị trí của mình. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Dùng chăn làm cáng, Oleksandr Denis và hai người lính Ukraine khác đang cẩn thận khiêng một người lính bị thương lên xe Spartan. Người lính nhỏ bé có vẻ choáng váng, tay chân bị bỏng nặng do đạn pháo của Nga và bộ phận quân phục của anh đã rách nát thành những mảnh vải vụn. Chia tay người lính bị thương trước khi quay lại vị trí phòng thủ của mình, hai binh sĩ Oleksandr và Denis nói, chúc may mắn! Ngày 17 tháng 6, Điện Kremlin lên tiếng nhận định rằng hội nghị về Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ đã không mang lại kết quả đáng kể và minh chứng cho sự vô ích của việc tổ chức đàm phán mà không có sự tham gia của Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng kết quả của hội nghị là gần như bằng không. Ông Peskov cũng khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia có ý định thảo luận và sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình đến những quốc gia này. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Tổng thống Zelensky đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ rằng Ukraine vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Nga nếu Moscow rút hoàn toàn quân đội khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong buổi họp báo, khi được hỏi liệu tình thế yếu hơn trên chiến trường có buộc Ukraine phải cân nhắc các biện pháp ngoại giao hay không, ông Zelensky khẳng định rằng điều này không đúng và Ukraine luôn đề cao hòa bình. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, sự hiện diện của Nga trong các cuộc đàm phán sẽ chứng tỏ sự sẵn sàng của họ trong việc đạt được giải pháp hòa bình. Ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba thừa nhận cả hai bên xung đột sẽ phải tham gia vào các cuộc đàm phán tại một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình thực sự. Ông Kuleba cho biết Ukraine hoàn toàn nhận thức được rằng sẽ đến lúc cần phải đối thoại với Nga. Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố rõ ràng là cần có cả hai bên để kết thúc xung đột. Công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng Ukraine ở thế mạnh nhất vào thời điểm đó. Nga mô tả hội nghị này là vô nghĩa vì Kiev và các quốc gia ủng hộ phương Tây không sẵn lòng xem xét các điều khoản của Moscow. Hội nghị chủ yếu dựa trên công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, nhưng Moscow kiên quyết từ chối. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ các điều kiện ngừng bắn, nhưng Kiev và các quốc gia phương Tây hoàn toàn bác bỏ. Ngoại trưởng Kuleba lưu ý rằng một số quốc gia ngoài châu Âu và Bắc Mỹ có quan điểm khác về cuộc xung đột. Ông Kuleba thừa nhận, hôm qua đã có tiếng nói từ Nam Bán Cầu về những thỏa hiệp khó khăn cần phải thực hiện. Đây không phải là điều chúng tôi nghe được từ các đối tác phương Tây. Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, 80 trong số hơn 90 quốc gia ngày 16 tháng 6 đã ký vào tuyên bố chung kêu gọi các bên đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Văn bản tái khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc kiềm chế đe dọa
hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Tuyên bố chung cũng kêu gọi trao đổi toàn diện tù nhân xung đột và trao trả trẻ em bị trục xuất. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho rằng, bất kỳ bước tiến có ý nghĩa nào hướng tới hòa bình sẽ cần có sự tham gia của Nga, cũng như sự thỏa hiệp khó khăn giữa các bên. Ả Rập Xê Út đã không ký thông cáo cuối cùng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giống như họ đã làm vào mùa xuân năm 2022, khi Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo xung đột có thể leo thang vượt ra ngoài biên giới Ukraine và có khả năng gây ra xung đột toàn cầu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Về phía mình, Tổng thống Zelensky nêu rõ quan điểm rằng một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được khi Nga rút quân hoàn toàn. Hôm 16 tháng 6, ông nói với các phóng viên rằng một khi cộng đồng quốc tế xây dựng một kế hoạch hòa bình dựa trên kết luận của Hội nghị Thượng đỉnh, kế hoạch này sẽ được chuyển cho các đại diện của Nga. Ngày 17 tháng 6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga FVR, ông Sergei Naryshkin cho biết nếu Ukraine từ chối đề xuất mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột, Moscow sẽ đặt ra các điều kiện khó khăn hơn cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Trước đó, hôm 14 tháng 6, ông Putin đã đưa ra tín hiệu rằng Nga có thể ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Kiev rút quân hoàn toàn khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với các khu vực Kherson và Zaporizhia. Ông cũng nhấn mạnh, một nền hòa bình lâu dài có thể đạt được nếu Ukraine cam kết giữ trung lập và từ bỏ các yêu sách đối với tất cả 5 khu vực đã quyết định gia nhập Nga, bao gồm cả Crimea. Tổng thống Putin tuyên bố tất cả các điều kiện này và một số điều kiện khác cần được công nhận ở cấp độ quốc tế, sau đó là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Cả Kiev và NATO đều bác bỏ lời đề nghị này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi yêu cầu quân đội Nga rút về biên giới Ukraine năm 1991 như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình, đã gọi lời đề nghị của Putin là một tối hậu thư. Ngày 17 tháng 6, phát biểu với các phóng viên, ông Naryshkin ám chỉ rằng Kiev nên chấp nhận đề nghị của Putin ngay bây giờ. Ông cảnh báo các điều khoản tiếp theo đó có thể đạt được lệnh ngừng bắn và một số loạt thỏa thuận hòa bình được ký kết sẽ khó khăn hơn đối với Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Bình luận về phản ứng của ông Putin đối với việc Kiev từ chối lời đề nghị mới nhất, ông cho biết Tổng thống Nga coi đó là điều khá dễ đoán, nhưng lưu ý rằng ngay cả trong chế độ Kiev, sẽ có những người bắt đầu cân nhắc xem liệu có đáng để chờ đợi các điều kiện tồi tệ hơn nữa hay không. Những lo ngại về việc ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay đã thúc đẩy NATO tăng cường vai trò trong việc hỗ trợ quân sự và huấn luyện cho Ukraine. Tờ Politico của Mỹ cho biết các quốc gia NATO đang chuẩn bị ký kết một kế hoạch mới, trong đó liên minh này sẽ thay thế Mỹ trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Sự thay đổi này được nhiều người xem là động thái đề phòng của các đồng minh NATO ở châu Âu trong nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine trước khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Trump thường cảnh báo sẽ rút lại các cam kết của Mỹ với Kiev. Ngày 15 tháng 6, tại một hội nghị phe bảo thủ ở Michigan, Mỹ, ông Trump khẳng định sẽ ngừng việc gửi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cam kết sẽ giải quyết tình hình tại Ukraine nếu ông tái đắc cử trong năm nay. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đã hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Việc ký kết kế hoạch chuyển giao hoạt động điều phối đã được xác nhận sau một thỏa thuận giữa NATO và Budapest, trong đó Hungary, quốc gia châu Âu vẫn duy trì một quan hệ gần gũi với Nga, cam kết không phủ quyết sự viện trợ của Liên minh quân sự cho Kiev. Tại một cuộc họp báo hồi tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, tôi hy vọng các bộ trưởng sẽ đồng ý kế hoạch hỗ trợ và đào tạo an ninh của NATO cho Ukraine, một nội dung quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay, các đồng minh NATO bắt đầu cân nhắc một động thái như vậy, do lo ngại rằng ông Trump nếu tái đắc cử Tổng thống có thể làm hỏng hệ thống cung cấp viện trợ cho Ukraine. Một nhà ngoại giao NATO cho biết, hiện có tới 500 binh sĩ NATO đang tham gia vào nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ chi phối cho đến nay. Theo các quan chức cấp cao khác của NATO, Mỹ vẫn sẽ giữ quyền lãnh đạo chính trị của nhóm. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine còn gọi là định sảng Rastin, bao gồm hơn 50 đồng minh gặp nhau thường xuyên để thảo luận về nhu cầu quân sự của Ukraine. Một quan chức NATO nhấn mạnh, sự lãnh đạo nhóm của Mỹ sẽ vẫn tồn tại, nhưng NATO sẽ đóng vai trò điều phối.
Vai trò đó gồm 4 khía cạnh: điều phối, hỗ trợ đào tạo bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, kết hợp các nhu cầu và yêu cầu của Ukraine về thiết bị với các đề nghị của nhà tài trợ, chuyển thiết bị từ các nhà tài trợ đến các trung tâm hậu cần trên lãnh thổ NATO và lập kế hoạch chuyển đổi lâu dài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Mới đây, một nguồn tin quân sự Nga cho biết, hệ thống phòng không S-500 Prometheus đã được triển khai ở khu vực Krasnodar để thiết lập hàng rào bảo vệ, chống lại các mối đe dọa tên lửa có thể đến từ Ukraine và bảo vệ cầu Crimea. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ông Kirilo Budanov nói rằng, Nga đã phải triển khai hệ thống phòng không S-500 như một phần trong nỗ lực tăng cường lá chắn phòng không của Nga trên bán đảo Crimea. Theo nghiên cứu tại Viện Rusi có trụ sở ở London, Anh, ông Siddharth Kausan, Nga hiện có một trung tâm đoàn S-500 đang hoạt động. Điều này có nghĩa là Moscow có 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 2 khẩu đội phòng không. Đây dường như là lần đầu tiên Nga đưa hệ thống S-500 Prometheus đến bán đảo Crimea. Hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu hệ thống S-500. Moscow dự kiến sản xuất hàng loạt hệ thống này vào năm 2025. Theo ông Budanov, S-500 được triển khai gần khu vực cầu cách, còn gọi là cầu Crimea, để bảo vệ cây cầu huyết mạch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Cầu cách thường xuyên được Nga sử dụng để vận chuyển quân đội và vũ khí tới Crimea. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, cây cầu đã nhiều lần bị lực lượng Ukraine nhắm tới. Việc Nga triển khai các bộ phận của S-500 tới Crimea có thể là giải pháp tạm thời sau những tổn thất của các hệ thống S-300 và S-400. Điều này cũng cho phép Nga thử nghiệm các thành phần của S-500 mà không bị rủi ro mất toàn bộ hệ thống. Hệ thống S-500 Prometheus có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo và hành trình cũng như các mục tiêu khí động học khác. Một thế hệ tên lửa phòng không và chống tên lửa mới đã được phát triển đặc biệt cho hệ thống S-500. Theo thông tin công khai, các tên lửa này bao gồm tên lửa đánh chặn 77N6N và tên lửa phòng không 40N6. Những tên lửa này có tầm bắn từ 500 đến 600 km và có thể hạ gục mục tiêu ở độ cao lên tới 45 đến 50 km. Tên lửa 2 tầng 77N6 là phiên bản cải tiến của tên lửa 9M82 được sử dụng trong hệ thống phòng không S-300V4. Chúng được trang bị động cơ tên lửa rắn giai đoạn đầu SRM mạnh hơn và có xung lực cao hơn, giúp nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu. Hãng tin RT của Nga mới đây cho biết, quân đội Nga đang thử nghiệm UAV hạng nặng Perun có thể mang theo binh sĩ và vũ khí có tổng trọng lượng lên đến 200kg. Perun được ca ngợi là giải pháp hữu hiệu về hậu cần trên chiến tuyến. Ngày 17 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video về UAV Perun với 2 phiên bản khác nhau. Trong đó có một phiên bản được trang bị cánh quạt Roto mạnh mẽ, đủ sức nâng một binh sĩ đang treo trên dây. Một video khác cho thấy, UAV Perun mang theo tên lửa chống tăng vác vai Fagot, với cảnh Fagot được phóng cả từ mặt đất và trên không. UAV Perun là kết quả từ nỗ lực nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng UAV Baba Yaga của Ukraine. Ukraine đã phát triển UAV Baba Yaga dựa trên mẫu UAV lớn dùng trong nông nghiệp. UAV Baba Yaga đã được Ukraine sử dụng trong cuộc chiến với Nga để vận chuyển binh sĩ và tiếp tế đạn dược cỡ nhỏ. Phiên bản UAV Perun của Nga có kích thước lớn hơn và khả năng chuyên chở trang thiết bị quân sự tốt hơn. UAV Perun cũng có thể được sử dụng để vận chuyển các nhóm đặc công nhỏ cho những nhiệm vụ tấn công bất ngờ hoặc được trang bị như một loại vũ khí. Quân đội Nga dự kiến sẽ thử nghiệm lắp đặt súng máy và rocket phóng từ trên không lên chiếc UAV này. Tổng thống Biden đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì chính sách ủng hộ Israel. Điều này có thể tạo ra cơ hội cho ông Trump bứt phá trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các nhà ngoại giao và lãnh đạo toàn cầu đã bắt đầu lo lắng rằng việc Tổng thống Joe Biden kiên quyết ủng hộ cuộc chiến ở dải Gaza của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể khiến ông phải trả giá đắt trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Politico, 5 chuyên gia chính sách đối ngoại và cựu quan chức chính phủ Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng các cuộc xung đột kéo dài ở Gaza và Ukraine đã làm gia tăng cảm giác về thế giới bất ổn, khiến Tổng thống Biden trông yếu thế hơn trong mắt cử tri trong nước. Điều này khác với những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ 4 năm của cựu Tổng thống Donald Trump, khi thế giới hầu như không chứng kiến cuộc chiến quy mô lớn nào. Dù bối cảnh địa chính trị hiện nay rất khác so với vài năm trước, các chuyên gia cho rằng điều này vẫn là yếu tố quan trọng để cử tri Mỹ cân nhắc khi bỏ phiếu. Quan điểm của Tổng thống Biden về xung đột Israel-Hamas được cho là một trong những điểm gây lo ngại nhất. Ông chủ Nhà Trắng đến nay vẫn bảo vệ chiến dịch tấn công dải Gaza của Israel để xóa sổ Hamas. Gần đây, Tổng thống Biden đã gia tăng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu vì những tổn thất dân thường trong cuộc chiến
và cố gắng đặt ra lằn ranh đỏ đối với Israel. Nhưng Mỹ vẫn cản trở một số nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt giao tranh nhanh chóng. Tuy nhiên, khi chiến sự ở Gaza kéo dài, cựu Tổng thống Trump càng có thêm động lực quảng bá chính sách nước Mỹ trên hết của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng, làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao rộng rãi mà Tổng thống Biden đã xây dựng trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ở châu Âu, sự bất đồng về Mỹ về vấn đề Israel đã gia tăng, với một số quốc gia thậm chí còn chọc giận Tel Aviv bằng cách công nhận nhà nước Palestine. Cho đến thời điểm hiện tại, các trợ lý Nhà Trắng vẫn cố gắng giảm bớt rủi ro chính trị cho Tổng thống Biden bằng cách nhấn mạnh vào những nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy một khuôn khổ hòa bình cho cuộc xung đột. Thực tế, phần lớn châu Âu đã công khai ủng hộ Mỹ trong việc đàm phán lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, coi đây là yếu tố quan trọng để giúp ổn định khu vực. Trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào cuối tuần trước ở Italy, Mỹ đã thuyết phục được các lãnh đạo của nhóm ra tuyên bố ủng hộ dự thảo thỏa thuận ngừng bắn, phóng thích con tin ở Gaza. G7 công khai thể hiện sự ủng hộ sau khi Tổng thống Biden tiết lộ đề nghị ngừng bắn do Israel đưa ra, nhằm chứng minh rằng vẫn còn con đường thực tế giúp ngừng tiếng súng ở Gaza. Ngày 12 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, tất cả các lãnh đạo G7 mà chúng tôi đã tham vấn trước hội nghị ở Italy đều tập trung vào một mục tiêu tổng thể là đạt được lệnh ngừng bắn tại chỗ và đưa các con tin về nhà. Đó là thứ sẽ chấm dứt đau khổ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, quá trình thuyết phục G7 ủng hộ đề xuất ngừng bắn khá dễ dàng. Trong khi đó, các quan chức châu Âu nói họ cảm thấy khó chịu khi Thủ tướng Netanyahu không công khai ủng hộ đề xuất này, dù phía Mỹ khẳng định ông đã thể hiện đồng tình riêng với họ. Một quan chức Tây Âu cho biết, chúng tôi không thất vọng với Mỹ, chúng tôi thất vọng hơn với chính quyền Netanyahu. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Mặc dù vậy, Tổng thống Biden vẫn chưa thể trấn an các đồng minh vì mức độ liên quan của ông với cuộc xung đột. Một số đồng minh của Tổng thống Biden bắt đầu lo lắng rằng điều này có thể làm giảm cơ hội thắng cử của ông. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Conley cho rằng những lo lắng và thất vọng hiện tại ở châu Âu về cách tiếp cận của Tổng thống Biden trong việc gây áp lực buộc Israel phải ngừng giao tranh cần được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn, bao gồm cả Ukraine. Bà lập luận, chính sự thiếu hành động quyết đoán trong các cuộc khủng hoảng đang gây ra rắc rối chính trị cho ông chủ Nhà Trắng. Chủ tịch quỹ German Marsan, trụ sở tại Washington, Conley bình luận, một số người bắt đầu đặt câu hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng thể hiện vai trò lãnh đạo mang tính quyết định hay không. Trong nhiều tháng, Tổng thống Biden đã phớt lờ các kêu gọi tăng sức ép với lãnh đạo Israel, vì ông tin rằng duy trì quan hệ với Thủ tướng Netanyahu sẽ mang lại cho Mỹ cơ hội tốt nhất để định hình cuộc xung đột và đảm bảo một lệnh ngừng bắn. Các đồng minh thân cận cho biết, Tổng thống Biden cũng có niềm tin mạnh mẽ vào mối quan hệ đặc biệt giữa Israel và Mỹ. Điều này củng cố cam kết của ông đối với cuộc xung đột, ngay cả khi Thủ tướng Netanyahu ngày càng khó kiểm soát. Dù vậy, nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đến nay vẫn chưa thành công, làm suy giảm sự ủng hộ trong nước khi nhiều cử tri ngày càng không chịu đựng nổi trước những hình ảnh đau thương từ Gaza. Trong các cuộc thăm dò gần đây, phần lớn cử tri không tán thành cách Tổng thống Biden xử lý cuộc khủng hoảng. Đảng Dân Chủ cũng lo ngại rằng cuộc xung đột sẽ làm giảm tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống trong nhóm cử tri trẻ tuổi và thiểu số, những nhóm rất quan trọng đối với ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Các đồng minh của Tổng thống Biden tại Mỹ, cũng như các nhà ngoại giao ở nước ngoài, hiện tại ngày càng coi lệnh ngừng bắn là chìa khóa để tiến tới việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột, đồng thời ngăn chặn cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Trump, người có nguy cơ làm xấu đi mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh trên toàn thế giới. Một quan chức cấp cao châu Âu cho biết, chúng tôi thực sự mong muốn nó thành công. Các quan chức chính quyền ông Biden đã bác bỏ những lo ngại về tác động của cuộc xung đột đối với khả năng tái đắc cử của ông, chỉ ra rằng các cuộc thăm dò cho thấy nó không nằm trong số những ưu tiên hàng đầu đối với cử tri trước cuộc bầu cử. Họ từ lâu đã tin rằng sức mạnh chính trị của ông Biden liên tục bị đánh giá thấp cả ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà các lãnh đạo G7 theo dõi chặt chẽ, ngay cả khi họ phải giải quyết nhiều vấn đề khác trong hội nghị thượng đỉnh tại Italy. Đầu tuần trước, Tổng thống Biden đã cử Ngoại trưởng Antony Blinken tới Trung Đông, điều mà nhiều quan chức hy vọng là dấu hiệu cho thấy việc tăng cường các cuộc đàm phán ngừng bắn. Chính quyền ông Biden cho biết, Hamas đã đáp lại đề xuất tới Israel bằng một đề nghị của riêng mình. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan, Nhà Trắng đang đánh giá phản ứng đó. Dù ông cảnh báo một số điều khoản của Hamas khác biệt đáng kể so với những gì Israel yêu cầu, điều này có nghĩa là các cuộc đàm phán ngừng bắn vừa mang lại hy vọng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đối với ông chủ Nhà Trắng. Nếu thành công, nó sẽ tăng uy tín cho Tổng thống Biden. Nhưng nếu thất bại, đây sẽ là một bước thụt lùi nghiêm trọng với ông trên đường đua vào Nhà Trắng. Cựu quan chức cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Obama, Charles Kupchan cho biết, cả Mỹ và các đồng minh đều đang hy vọng và cầu nguyện cho một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng sức ép bên ngoài chỉ có ảnh hưởng hạn chế đối với cả Israel lẫn Hamas, như chúng ta đã thấy trong vài tháng qua. Ngày 17 tháng 6, thông báo với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, 23 thành viên đạt mục tiêu ngân sách quốc phòng
liên minh tăng chi tiêu quân sự cao nhất sau nhiều thập kỷ. Ông Stoltenberg nói, Canada cùng các thành viên NATO ở châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 18%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Hai ba nước chỉ từ 2% GDP trở lên cho ngân sách quốc phòng trong năm nay. 23 trên tổng số 32 nước thành viên đạt cam kết dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng cũng là con số kỷ lục của NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991. Trước năm 2014, khi các nước đưa ra cam kết về tỷ lệ GDP cho quốc phòng, chỉ có 3 thành viên NATO đạt mức 2% là Mỹ, Anh và Hy Lạp. Vào năm 2021, trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, có 6 nước đạt mục tiêu này. Ông Stoltenberg bình luận, chỉ trong vòng vài năm, châu Âu đang nỗ lực nhiều hơn để xây dựng an ninh tập thể. Tổng thư ký NATO lý giải rằng mối lo ngại từ chiến sự tại Ukraine đã khiến những nước từng đắn đo về tăng chi tiêu quốc phòng cũng phải hành động quyết liệt. Ba Lan đang dẫn đầu liên minh về tỷ lệ ngân sách quốc phòng trên GDP, đạt mức 4,1% tính vào tháng 1 năm 2024, tiếp đến là Estonia và Mỹ cùng ở mức 3,4%. Chỉ tiêu quốc phòng toàn khối từ mức âm 1,3% vào năm 2013 là đã đạt 17,9% vào đầu năm 2024. Một phần nhờ kết nạp thêm Montenegro, Bắc Macedonia, Phần Lan và Thụy Điển. Ông Stoltenberg nói, nhiều đời chính quyền Mỹ cho rằng các đồng minh trong NATO đang đóng góp quá ít, điều này đã thay đổi. Tổng thư ký NATO nói thêm rằng các nước châu Âu đang mua thêm nhiều vũ khí từ Mỹ. Ông cho biết, NATO không chỉ có lợi cho nền an ninh của Mỹ mà còn tạo ra việc làm cho nước Mỹ. Trong những năm gần đây, chỉ tiêu quốc phòng của NATO đã trở thành vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc châu Âu chi quá ít cho an ninh của chính họ và dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Hồi đầu năm nay, ông Trump, ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đã gây tranh cãi khi cho rằng ông sẽ không bảo vệ các thành viên NATO, không chi tiêu đủ cho quốc phòng và thậm chí còn khuyến khích Nga tấn công họ. Chỉ tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia châu Âu đã tăng mạnh kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo ông Stoltenberg, chỉ tiêu quốc phòng của NATO sẽ là chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 tới, sau đó là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông cũng cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine xảy ra hồi đầu năm nay không được phép xảy ra lần nữa. Ông Stoltenberg nói, đó là lý do tại sao tại hội nghị thượng đỉnh, tôi mong đợi các nhà lãnh đạo đồng ý để NATO dẫn đầu việc phối hợp và cung cấp hỗ trợ an ninh cũng như đào tạo cho Ukraine. Warsaw yêu cầu Berlin giải thích sau khi có thông tin cảnh sát Đức lái xe qua biên giới rồi bỏ lại một gia đình nhập cư trên lãnh thổ Ba Lan. Theo đó, hôm 14 tháng 6, trang tin China24.pl đăng video với hình ảnh được cho là một ô tô cảnh sát Đức vào lãnh thổ Ba Lan, rồi thả 5 người nhập cư xuống bãi đỗ xe ở quận Osinodoni gần biên giới. Phương tiện này sau đó lập tức trở về Đức. Cảnh sát và biên phòng Ba Lan nhận tin báo từ người dân và đã bắt gia đình người nhập cư, gồm 2 người lớn, 3 người chưa trưởng thành. Ngày 17 tháng 6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói ông sẽ trao đổi với người đồng cấp Đức Olaf Scholz về sự việc không thể chấp nhận được có liên quan cảnh sát Đức và một gia đình nhập cư ở lãnh thổ Ba Lan. Ông Tusk viết trên mạng xã hội X, vấn đề này phải được giải thích chi tiết. Trước đó, biên phòng Ba Lan cho biết đã liên hệ với đồng nghiệp phía Đức để làm rõ bối cảnh sự việc. Hành động của cảnh sát Đức vi phạm nguyên tắc hợp tác giữa hai nước và luật về chuyển giao người. Biên phòng Ba Lan cho hay, giới chức Đức không thể tùy tiện ra những quyết định như vậy. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan nói vấn đề sẽ được nêu tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thomas Simoniak và người đồng cấp Đức Nancy Faeser ngày 18 tháng 6. Theo DVK đưa tin, gia đình nhập cư là người Afghanistan bị bắt vì nhập cảnh Đức trái phép và không có đủ giấy tờ cần thiết. Theo luật, họ bị đưa trở lại Ba Lan, quốc gia đã cấp phép tị nạn cho họ. Bianca Jugo là văn phòng truyền thông cảnh sát Đức cho biết, họ cố tìm cách bàn giao nhưng không nhận được phản hồi từ phía Ba Lan suốt nhiều giờ, nên đã quyết định để gia đình nhập cư ở lại. Trong 5 tháng đầu năm nay, Đức đã bắt hơn 7.300 người nước ngoài tìm cách nhập cư trái phép từ Ba Lan sang nước này. Hơn 3.500 người trong số này đã bị đưa trở lại Ba Lan, trong đó có hơn 2.200 người Ukraine. Đã có ít nhất 15 người không qua khỏi và hàng chục người bị thương sau khi một tàu hỏa chở hàng đâm vào đoàn tàu chở khách ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Cụ thể, theo Al Jazeera, trong ngày 17 tháng 6, truyền thông Ấn Độ đã thông báo về việc một tàu hỏa chở hàng đâm vào đoàn tàu chở khách Kanchanjunga ở quận Darjeeling, bang Tây Bengal. Báo cáo ban đầu tiết lộ rằng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do sai lầm của con người. Ông Abhishek Roy, đại diện cảnh sát Darjeeling cho biết,
Ít nhất 15 người không qua khỏi đã được đưa ra từ các tòa tàu. Ngoài ra có gần 30 người bị thương trong vụ việc. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc để dọn dẹp hiện trường. Theo cơ quan đường sắt Ấn Độ, trong số các nạn nhân không qua khỏi có 3 nhân viên đường sắt. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tàu hỏa chở hàng đã không tuân thủ tín hiệu lưu thông. Truyền thông địa phương cho biết, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Đường sắt Adwini Vainao đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm và dọn dẹp. Theo các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, hai đoàn tàu đã va chạm mạnh khiến một toa bay thẳng lên trên không. Có rất nhiều người dân đã tụ tập tại hiện trường trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc này là tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đầu tiên của Ấn Độ kể từ đầu năm đến nay. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ đã chứng kiến vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở bang Odisha khiến hàng trăm người không qua khỏi. Sau Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á khác đã quyết định sẽ sớm tham gia nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, trong đó có Nga và Trung Quốc là thành viên. Theo đó, ngày 17 tháng 6, hãng thông tấn TAS đưa tin Thủ tướng Malaysia ông Anwar Ibrahim cho biết, quốc gia này đã quyết định đăng ký làm thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và sẽ sớm bắt đầu nộp các thủ tục giấy tờ chính thức. Ông Anwar đã công bố thông báo này trong một buổi phỏng vấn với trang tin Wancha của Trung Quốc vào cuối tuần trước. Ông Anwar nhấn mạnh, chúng tôi đã đưa ra chính sách rõ ràng và chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu quá trình chính thức. Chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng và phản hồi từ chính phủ Nam Phi. Thủ tướng Malaysia cũng tiết lộ rằng ông đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva. Hiện tại, BRICS bao gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ethiopia, Iran, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Theo đài RT, việc Malaysia có thể trở thành thành viên của BRICS sẽ mang ý nghĩa chiến lược vì nước này nằm trên tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, eo biển Malacca, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông Anwar cũng nhấn mạnh rằng Malaysia cảm thấy nhẹ nhõm vì thế giới không còn đơn cực nữa và sự trỗi dậy của BRICS, đặc biệt là Trung Quốc, đã mang lại một tia hy vọng rằng có sự kiểm soát và cân bằng trên thế giới. Thông báo của ông Anwar về việc Malaysia muốn gia nhập BRICS diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang quan tâm tới khối này. Ngày 9 tháng 6, đại sứ Nga tại Trung Quốc, ông Igor Mogulov cho biết, có khoảng 30 quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Ngày 11 tháng 6, Thái Lan đã gửi đơn xin gia nhập BRICS từ Nga, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á xin tham gia khối này. Trước đó, hồi cuối tháng 5, nội các Thái Lan đã thông qua chủ trương cho nước này xin gia nhập BRICS, thông báo chính thức của chính phủ Thái Lan nêu. Việc gia nhập BRICS sẽ mang lại cho Thái Lan đa lợi ích trên nhiều khía cạnh, ví dụ như nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, cũng như tăng cường cơ hội tham gia việc xây dựng chính sách kinh tế quốc tế và thiết lập trật tự thế giới mới. Thực tiễn cho thấy hoạt động giao thương hiện tại giữa Thái Lan và 10 nước thành viên BRICS chiếm đến 22,8% tổng kim ngạch thương mại của nước này. Do đó, nguyện vọng chính thức tham gia BRICS của Bangkok được nhiều nhà phân tích xem là quyết định cùng thắng. Giám đốc Viện các nước đang phát triển trực thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc Wang Juming nhận định, gia nhập BRICS mở ra không gian kinh tế rộng lớn cho quốc gia Đông Nam Á này, vì họ cũng đang nỗ lực mạnh mẽ cho việc phát triển công nghệ hiện đại và chuyển đổi số, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, dù Thái Lan xin gia nhập khối được xem là sinh ra làm đối trọng của phương Tây và nhóm G7, giới phân tích cho rằng đây không nhất thiết là thành công của BRICS trong việc lôi kéo một đồng minh của Washington. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin từng khẳng định, trực diện mong muốn gắn kết hơn với Mỹ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ khá khăng khít Thái Lan, Trung Quốc. Trong một tuyên bố gần đây, Viện Hòa bình Mỹ nêu rõ, khối BRICS sau mở rộng chắc chắn sẽ là diễn đàn đối thoại toàn cầu quan trọng giữa các nước có thu nhập trung bình. Sau hơn một thập niên tồn tại, việc BRICS có thể trở thành thế lực chính trị và kinh tế trong hệ thống quốc tế hay không vẫn còn theo dõi. Trong một bài phát biểu ngày 17 tháng 6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã chỉ trích phe Cộng Hòa vì lan truyền những video cắt ghép nhằm công kích sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Biden. Bà Jean-Pierre nói, hành động đó cho thấy rõ phe Cộng Hòa đang tuyệt vọng thế nào. Vài ngày trước đã xuất hiện một video có hình ảnh ông Biden dường như mất phương hướng, tách khỏi đoàn lãnh đạo thế giới khi xem trình diễn nhảy dù tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy. Bà Jean-Pierre nói video này đã qua chỉnh sửa để dẫn dắt dư luận. Trên thực tế, ông Biden chỉ đang chuẩn bị giơ ngón tay cái với người biểu diễn. Bà Jean-Pierre nói, thông tin này đã được các bên kiểm chứng, bao gồm cả bài truyền thông bảo thủ. Nếu theo dõi lâu hơn, bạn sẽ thấy rõ chuyện gì đã diễn ra. Một video khác gây chú ý là Tổng thống Biden đứng im trong khi các lãnh đạo thế giới nhảy xung quanh ông,
tại một buổi hòa nhạc tại Nhà Trắng. Phe đối lập cho rằng ông Biden bị bối rối. Bà Jean Pierre nói về video: "Tổng thống đứng đó để nghe nhạc và không nhảy. Tôi không biết rằng không nhảy cũng là một vấn đề sức khỏe đấy." Gần đây, tờ Washington Post lại đăng tải một đoạn video về sự kiện gây quỹ của Tổng thống Biden ở bang California. Trong đoạn video, ông chủ Nhà Trắng được cho là đã mất phương hướng trên sân khấu trước khi được ông Barack Obama hỗ trợ đi vào cánh gà. Ngay khi đoạn video ở California xuất hiện trên các mạng xã hội, cả Nhà Trắng và đội ngũ của cựu Tổng thống Obama đều đã lên tiếng làm rõ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bartlett nói rằng ông Biden chỉ đang đứng trên sân khấu để đón nhận những tràng pháo tay từ khán giả. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của ông Obama khẳng định rằng sự việc trong đoạn video không xảy ra. Vấn đề tuổi tác của ông Biden, 81 tuổi, và ông Trump, 78 tuổi, đang là một trong những mối quan tâm lớn nhất của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống. Bất kỳ ứng viên nào chiến thắng vào tháng 11 tới cũng sẽ thiết lập kỷ lục mới về tuổi của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Vào ngày 27 tháng 6 tới, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Theo đài Sputnik của Nga, cuộc đối đầu này sẽ là một trong hai cuộc đối đầu đã được thống nhất trước đó. Cuộc tranh luận trực tiếp sau đó dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày 27 tháng 6 sẽ do người dẫn chương trình nổi tiếng Jake Tapper và Dan Abbott điều hành tại trường quay của kênh CNN ở Atlanta. Sự kiện vào tháng 9 sẽ được phát sóng trên đài ABC. Trong cuộc khảo sát gần đây của Reuters Ipsos, ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Biden 2 điểm phần trăm trong cuộc đua giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc khảo sát của Economist YouGov cũng cho thấy kết quả tương tự. Kết quả của cuộc thăm dò của CBS YouGov được công bố vào ngày 16 tháng 6 cho thấy 55 cử tri có khả năng loại trừ việc bản án của ông Trump đóng vai trò trong quyết định bỏ phiếu của họ.